chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Mật ngữ 12 chấm sao trên kênh YouTube Thực tế Online. Các bạn biết không, cung Bạch Dương là cung đứng đầu trong 12 cung hoàng đạo, nó biểu tượng cho sự sống và ánh sáng. Bạch Dương tượng trưng cho sự hy sinh và trung thủy, những loài thú sinh nở nhiều trong khoảng thời gian vầng mặt trời ngự ở tuổi này. Dấu hiệu của tuổi Bạch Dương là con cừu đực. Cừu cũng tượng trưng cho mùa xuân, mùa mà nhân loại được ban phát tình yêu, ánh sáng qua biểu tượng là mặt trời. Cung này tượng trưng cho bộ óc của vũ trụ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về truyền thuyết của cung trầm sao Bạch Dương dựa trên thần thoại Hy Lạp. Theo thần thoại Hy Lạp, ngày xưa, vua xứ Boeotia là Athamas có hai người con vợ đầu Nefer, con gái của nữ thần mây, con trai là Briseis và con gái là Hel. Như các vị vua khác ham mê nhan sắc, khi chán vợ, Athamas đã đuổi Nefer đi để cưới Ino, con gái của Camus vua xứ Thép. Khi có con với nhà vua, Ino ghen với con đầu của Nefer và tìm mọi cách để con mình được kế vị ngôi báu. Lúc đó, ngô là mùa màng chính của xứ Boeotia cho người và thú vật. Ino làm cho ngô không nảy mầm bằng cách kín đáo thuyết phục phụ nữ của vương quốc rang nó lên trước khi gieo trồng. Đồng thời, bà ta còn hối lộ cho các nhà tiên tri được nhà vua sai đi hỏi các vị thần về hiện tượng này để ông ta nói dối rằng hai con của Nefer chính là nguồn gốc của hiểm họa. Nhà vua phải tế thần bọn trẻ thì mùa màng mới trở lại tốt tươi. Thương con nhưng để cứu vương quốc, Athamas nghe theo lời khuyên từ Ino. May mắn thay, vì lo cho sự an toàn của con, mẹ Nefer đã phái đến một người bảo vệ độ lốt con cừu có bộ lông bằng vàng gọi là Arius, do thần Zeus tặng bà. Ngày tế lễ đến, con cừu bảo Pyrrhus và Hera ngồi trên lưng và bỏ chạy khỏi Hy Lạp, bay qua đại dương. Chẳng may Hera bị rơi chết ở một eo biển, nơi nàng chết được gọi là Hellespont. Pyrrhus sống sót và được con cừu đưa đến vương quốc Colchis ở châu Á xa xôi. Vua Aethys và hoàng hậu ở đây chỉ có một người con trai duy nhất nên đã nhận chàng làm con nuôi. Aethys có hai con gái và một con trai. Sau khi trở thành Briseis cưới đại công chúa của vương triều Colchis là Chalcop, để tạ ơn thần Zeus, chàng tế lễ con cừu và treo bộ lông cừu ở vị trí đặc biệt có con rồng không bao giờ ngủ canh giữ tại Colchis. Còn Zeus thì đem Arius lên bầu trời làm một chòm sao có hình dáng phá cách của cái sừng cừu để tôn vinh lòng can đảm của con vật. Dân gian đồn rằng quốc gia nào có bộ lông cừu vàng, quốc gia đó sẽ mãi mãi sống trong thái bình thịnh trị. Vì thế, Transaction từ Hy Lạp đã cùng những vị anh hùng khác thực hiện chuyến viễn du tới phương Đông bằng chiếc tàu Argo, hòng chiếm được bộ lông quý báu. Câu chuyện của những thủy thủ Argonauts bắt đầu từ đây. Liệu bạn có thuộc cung Bạch Dương? Cung Bạch Dương kéo dài từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 và đại diện cho đầu, não và mặt trên cơ thể bạn. Đây là cung đầu tiên trong vòng tròn ngày sinh 12 cung hoàng đạo và thuộc nhóm lửa. Một Bạch Dương nhiệt huyết, luôn thích thử thách và kịch tính. Thế nhưng, việc tự tạo cho mình căng thẳng về thể chất và tinh thần có thể khiến Bạch Dương dễ gặp những chứng như là đau đầu, đau nửa đầu và đột quỵ. Ngoài ra, bạn cũng có nguy cơ bị hói cao nếu là một Bạch Dương. Mặc dù dễ bị căng thẳng, nhưng ai thuộc cung Bạch Dương vẫn cần một sự kích thích nhất định để không bị nhàm chán. Bạn hãy tự cân đối thời gian tận hưởng thử thách và thời gian nghỉ ngơi để duy trì sức khỏe. Đứng đầu 12 cung hoàng đạo, đồng thời được hình thành vào mùa xuân, Bạch Dương tượng trưng cho ánh sáng và sự sống. Theo thần thoại Hy Lạp, chàng cừu biểu tượng cho sự hy sinh và trung thủy. Con cừu đực theo phương Tây chính là hiện thân của tình yêu. Vậy nên, cư dân của chòm sao này khi yêu đương thì rất si tình, nhưng yêu một Bạch Dương vô cùng khó vì những người thuộc cung này thường được hỏa tinh chiếu mệnh, nên dù là chàng cừu hiền lành thì họ có sự sôi sục của lửa nên rất dễ đốt cháy bạn. Chàng cừu của chúng ta mở đầu 12 cung hoàng đạo có xuất thân đặc biệt và sự tích ly kỳ như vậy, thì các chòm sao còn lại đặc biệt đến thế nào đây? Sao Bạch Dương là truyền thuyết của chòm sao nào đây? Hãy cùng chúng mình theo dõi ở tập tiếp theo nhé! Trên đây là truyền thuyết về cung Bạch Dương cũng như con người về chòm sao này. Nếu bạn thuộc cung Bạch Dương hoặc muốn tìm hiểu thêm về các cung hoàng đạo khác, hãy để lại comment phía dưới cho chúng mình biết nhé! Nhấn like và đăng ký kênh Thực tế Online để đón xem những số tiếp theo của Mật ngữ 12 chòm sao nhé!